Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói: Khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-xin, khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi. Vì thế trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-ôm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tầng trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tầng âm phủ. Ai nghe anh em là nghe thầy, và ai khước từ anh em là khước từ thầy, mà ai khước từ thầy là khước từ đấng đã sai thầy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe những lời khiển trách nặng nề của Đức Giêsu đối với các thành Khô-ra-xin và Bết-sai-đa và Ca-phác-na-ôm nữa. Đây là những thành phố mà Đức Giêsu đã đến rao giảng và đã làm nhiều dấu lạ. Người dân các thành phố này cũng là người Do Thái, có đời sống vật chất sung túc. Họ nghe Đức Giêsu giảng và được thấy những phép lạ lớn lao người thực hiện, nhưng họ không tin vào người nên không chịu ăn năn sám hối theo lời người dạy. Đức Giêsu so sánh họ với các dân ngoài ở các thành Tia và Sidon. Người nói rằng nếu các dân ngoài ở Tia và Sidon được chứng kiến các phép lạ mà người đã làm tại Khô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-ôm thì họ đã ăn năn sám hối từ lâu rồi. Rồi người tuyên bố trong cuộc phán xét, Tia và Sidon sẽ được sự khoan hồng hơn họ. Ăn năn sám hối có nghĩa là từ bỏ lối sống bất chính của mình và quay về với Thiên Chúa. Đây là điều kiện tiên quyết để lãnh nhận ơn cứu độ. Nguyên tội loài người đã phản nghịch chống lại Thiên Chúa, khiến cho bản thân và con cháu loài người phải mất tình nghĩa với Thiên Chúa, phải chịu đau khổ và chịu chết đời đời. Nay Thiên Chúa muốn ban ơn cứu độ cho loài người ngang qua công trình cứu chuộc của người con một là Đức Giêsu. Nhưng chỉ những ai tin vào Con của người, ăn năn sám hối, từ bỏ đời sống bất chính, quay trở về với đời sống làm con cái của người thì mới được hưởng ơn cứu độ. Chính vì thế mà ngay từ lúc bắt đầu loan báo tin mừng nước Thiên Chúa, Đức Giêsu đã lớn tiếng kêu gọi hãy sám hối và tin vào tin mừng. Người làm nhiều dấu lạ để minh chứng lời rao giảng của người là lời chân thật và phát xuất từ Thiên Chúa. Vậy mà rất nhiều người Do Thái, nhất là giới lãnh đạo Do Thái, chẳng những không tin mà còn chống đối và kích động dân chúng chống lại người. Vì thế chúng ta thấy Đức Giêsu dùng những lời khiển trách nặng nề đối với họ: khốn cho ngươi hỡi Bết-sai-đa, khốn cho ngươi hỡi Khô-ra-xin. Không những thế, người còn cảnh báo sự hư mất dành cho họ: ngươi sẽ nhào xuống tầng âm phủ. Lời cảnh báo của Đức Giêsu cũng gửi đến mỗi người chúng ta trong tư cách là những người có đức tin. Chúng ta nhận biết mình đã nhận lãnh rất nhiều ân huệ cao quý của Chúa. Tuy nhiên xét lại mình, chúng ta thấy mình chưa thật sự ăn năn hoán cải, đổi mới đời sống. Là người Kitô hữu, chúng ta đã được lắng nghe lời Chúa rất nhiều, nhưng chúng ta thường nghe tai này để lọt qua tai kia, không giữ lại gì. Vì thế mà đời sống của chúng ta vẫn tầm thường, vẫn tệ hại. Tính hư tật xấu vẫn bám chặt lấy chúng ta từ năm này qua năm khác. Có lúc tật xấu gây hậu quả nghiêm trọng đối với đời sống gia đình, thậm chí làm gia đình tan vỡ, con cái nheo nhóc, khiến chúng ta có chút hối hận, nhưng không thay đổi hẳn. Ngay cả những người sống đời thánh hiến, các vị mục tử cũng không tránh khỏi tình trạng chai lì tinh thần và thiêng liêng. Mặc dù đã nhận được rất nhiều ơn Chúa qua những kỳ tịnh tâm tháng, tịnh tâm năm, thường huấn, nhưng rất ít người có được lòng ăn năn sám hối thực sự như lời Chúa mời gọi. Vì thế chúng ta hãy chân thành lắng nghe lời cảnh báo của Chúa hôm nay và hãy biết run sợ lo cho phần rỗi linh hồn của mình. Lạy Chúa Giêsu,
Chúa là đấng cứu độ chúng con. Chúa đã từ trời xuống thế làm người để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho chúng con. Chúa lại còn làm rất nhiều dấu lạ để chứng tỏ quyền năng của Chúa. Hơn nữa, Chúa còn hy sinh chịu chết trên thập giá để chứng tỏ tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Chúng con tin Chúa đã sống lại và ban Thánh Thần là sự sống của Chúa cho chúng con. Nhờ Chúa Thánh Thần mà chúng con tin Chúa là cứu Chúa và nhận biết Thiên Chúa là Cha của chúng con. Chúng con cảm tạ đội ơn Chúa. Xin cho chúng con luôn mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động và thánh hóa. Nhờ đó chúng con được hoán cải, được đổi mới đời sống theo tinh thần của Chúa. Amen.